Hello, em xin chào toàn thể quý anh em gần xa nha. Rồi, tối ngày Chủ nhật, em xin chúc toàn thể quý anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân mình nha. Em cũng vậy, cũng như anh em đó. Em cũng như bao anh em thôi, cũng hoàn thành xong công việc của mình sau một ngày, rồi lại ở bên quay quần bên gia đình thôi đó. Bữa nay em có nói chung là cục máy này là em mua hầu như muốn hết. Tiếc một cái là bị người ta mua trước bộ lửa với bộ ba nắp anh em ơi, tiếc ghê, bộ lửa với bộ ba nắp. Rồi cái ông anh của em ổng bán, ổng cũng dở nữa. Ổng bán lẻ cái lốc bơm, cho nên là bị người ta mua trước là bộ lửa, bộ ba nắp với cái lốc bơm nhớt anh em. Còn cái máy này thì thôi, nói nhiều thì nó cũng mất hay, thì thôi em xin đi vào chi tiết em bán hàng luôn. Rồi ở đây em có bày ra được một số phụ tùng quay thái 110, chắc là mai mốt em một tuần em sẽ dành một ngày ra để em làm hàng new, tại vì hàng new nó cũng khá đồ mà hổm rày ba cái đồ mà đồ sell xe anh tập trung quá, cho nên là đẩy mạnh quá cũng làm anh em chắc anh em cũng nhàm chán. Rồi em xin đi vào chi tiết em báo giá nha anh em. Nếu anh em ưng bụng vừa ý món nào á, anh em alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0865890158 nha anh em nha. Rồi em vào chi tiết em báo giá luôn. Rồi đầu tiên thì cái hai cái đồng hồ quay thái 110 đời 2 lớp 1 đó anh em, thì em bán hết một cái rồi, em còn một cái nè. Giờ làm sao mà mở ra cho anh em xem được ta, tại vì có một tay mở sợ nó gãy chấu đó. Lên rồi đó, ngon, để mở lên trang lên nó coi. Đó, lên rồi nè. Đây anh em nhìn thấy nó xấu là nguyên nhân cái kính này là kính theo xe nè anh em, nó bị răng nè anh em thấy không, nó bị răng cho nên xấu. Chứ cái đồng hồ này bản chất nó đẹp nha anh em nè. Đó, miếng nhựa đen nguyên zin theo xe luôn nha anh em, zin theo xe. Cái này á là cái mút zin theo xe chứ không phải cái mút người ta trám lại đâu nha anh em. Cái mút trám là nhìn là biết liền à. Đó nha anh em. Rồi đây, đồng hồ quay thái 110 đời 2001. Đó, đời 2001 nha anh em. Đây nó đúng đát 201 đây nè. Em không có dám đụng vô, em sợ nó bay cái đát ra. Ngày 28 tháng 8 năm 2001. Anh em xem là những con ốc này là em chưa có chạm vít vô luôn nè, chưa có dấu chạm luôn nha anh em. Chưa có dấu mở luôn đó, em cam kết 100% với anh em luôn, chưa có mở luôn, con ốc này nó vàng khè luôn nè. Thấy không? Em chưa có mở, chưa có đụng chạm gì hết trơn, nó còn dơ giấy chưa vệ sinh luôn á. Bốn chấu là còn nguyên dạng trước sau hết trơn luôn nè. Nguyên dạng trước sau hết trơn luôn nè, anh em thấy không? Thì cái đồng hồ này á, cái video clip trước á, thì em cũng đã báo với anh em, do cái cặp kim của nó đã xuống màu rồi, nó không có còn được đỏ nữa. Thì á, em ở đây em đã vô một cặp kim hàng new thái mới. Kim này bên em có bán, em đã nói với anh em rồi, hôm rồi em đã làm một cái clip so sánh kim new và kim đồng hồ tồn rồi. Tại vì em có nguyên một cái đồng nguyên cái máy đồng hồ quay thái 110 đời 201 tồn đó. Đó nha anh em. Đó nè, em vào kim nè, em bao anh em là hoạt động full chức năng, kim xăng kim km là chuẩn hết, chạy không có giật, không có rung kim gì nha. Và đặc biệt là cái đồng hồ này 100% anh em lên xe là không bị mặt trăng nè, 100% là không bị mặt trăng. Cái đồng hồ này em bán 850.000 nha, 850.000 bao đẹp cho anh em lên xe. Cái máy bên trong là mình cam kết anh em rã cái máy bên trong ra đẹp như mới. Đó, anh em xem nè, những cái mặt này nó không có bị lem nha, nó còn rất là đẹp, nó bóng, nó mịn, nó đẹp, không có bị lem. Đó, và em đã test full chức năng rồi, tất cả các đèn, tất cả các nháy đều sáng hết. Em đã ghim vào thẳng vô chiếc xe nhà của em test rồi. Đó, ghim lên xuống nè nha anh em, không có bị rung giật gì nha nè, thấy không? Có bị chì nha anh em. Còn kim xăng này á thì khi nào anh em đổ xăng thì nó mới ấy nha. Cái đồng hồ này em bán giá là 850.000 nha, anh em xài ủng hộ em nha. Rồi cho nó lên đây, đừng đụng đẩy cho nó hơi nó gãy nó báo nữa đó. 850.000
anh em về nè, cái đồng hồ này anh em về anh em chỉ cần mua một cái mặt kính alpha hãng anh em thay vào thôi là lung linh, và anh em rửa cái phần đế rồi cho nó sạch nó đẹp ngay thôi, lụm kem ngay, dây dắt chỉnh tề cũng đứt nối nha anh em. Tại cái mặt kính này theo xe lâu năm quá nó vàng nó răng cho nên anh em nhìn không đẹp thôi đó. Em thì em không có thời gian chứ lúc này anh em biết em rồi. Tiếp theo nữa là bữa nay em có chọn ra được một cái yếm ổ khóa quay thái 110 đời 99. Tiếc quá anh em ơi, tem này tem zin theo xe nha anh em, tem trên dưới này là zin theo xe đó. Tem zin theo xe nó rất là khít và nó rất là chuẩn nha anh em đó. Bao anh em là chuẩn tem zin theo xe, chữ nó rất là sắc nét nè anh em thấy không đó, chữ nó rất là sắc nét. Tiếc gánh trầy nhẹ trên hết một chút nha anh em, ổn ghê đó. Cái yếm này tình trạng á là anh em thấy cái vàng vàng chỗ này không nè, anh em thấy vàng vàng này không, cái này là không phải bị cái gì đâu nghe anh em, mà tại băng keo, người ta quấn băng keo nó dính thì về anh em rửa cho nó sạch băng keo này ra là lụm kem. Mà hồi nãy á, em có đánh bóng sơ sơ lại thì do cái bản chất của cái mũ của nó còn đẹp cho nên là nó lên đen thùi đen mung nè anh em thấy không, rồi cũng lâu rồi em không có thời gian em vệ sinh thì ở đây em chỉ chia sẻ với anh em thôi, tại vì cái một năm mấy trước là em đã chia sẻ với anh em cái chai này rồi. Cái thằng này nó không có cho em tiền quảng cáo ngàn nào đâu, tại vì em muốn anh em xài cho nó tốt đồ của anh em thôi. Đây nè, mấy cái chai này là chai quách quan đánh bóng nội thất ô tô á, anh em xài cho nhựa nhám rồi nè, da yên rồi là bao đẹp luôn nha anh em, nó nhựa nhám da yên là chuẩn chỉ đẹp luôn. Cái chai này á nó có một hàng là của Thái Lan á, anh em đừng mua dòng Thái Lan, nó xài cũng dở, anh em mua cái chữ của có Việt Nam xài ngon hơn đó nè, không có bể gì luôn nha anh em, nó không có bể gì luôn nha, không bể gì luôn nha, chấu móc rồi còn nguyên dạng hết nha anh em, chấu móc còn nguyên dạng hết, KFLF nha, nó chấu móc rồi còn nguyên dạng hết. Nó chỉ lỗi là lỗi ở đây nè anh em, nó lỗi hai cái móc dưới nè, nhưng mà hai cái móc dưới này á mình nói thiệt với anh em, nó tuy rằng anh em nó đúng, nó không có được, nếu mà nó mất nó còn hai cái móc dưới mình bán được giá rồi đó, mình bán giá nó cũng hợp lý thôi, nó mất hai cái móc dưới này về anh em có thể chế hàng lại đó, tổng thể thì nó liền lạc nó đẹp đó. Cái yếm này mình bán giá 450.000, đúng yếm 99 luôn nè, đúng đời 99 luôn, gặt ghi đời đầu 99 luôn, tháng 1 năm 99 luôn, khỏi sảy luôn nè, chuẩn tháng 1 năm 99 đời đầu luôn đó. Tháng 1 năm 99 luôn, yếm đẹp dữ dằn không lỗi lầm. Thì anh em cũng đừng có nên so sánh đồ theo xe với đồ mới, yếm mới em có bán kìa, trên đó có kìa, chỉ có 250.000 miếng thôi. Thì tùy theo quan điểm của từng anh em, có người thích theo xe, có người thích mới, còn cái này em bán đồ anh em vào xe mộc nha, em bán 450.000 nha. Đó, anh em cứ xài chai này đi, rồi anh em xài anh em kỹ đồ là nó đẹp à. Đó. Rồi tiếp theo nữa, bữa nay em có về được một cái cặp vỏ phuộc quay thái 204. Vỏ phuộc quay thái 204 hàng rã xe phôi đẹp. Cặp vỏ phuộc quay thái 204 hàng rã xe phôi đẹp nha anh em, cái vỏ phuộc thôi nha, không có ti, không có lò xo gì nha, chỉ có cặp vỏ thôi. Thì á đây nè, phuộc đĩa quay thái 110 nè anh em. Ở đó em có một cặp với nó thì anh em biết rồi, hai cặp đó. Em mới bán hồi chưa hết một cặp nghe, còn cặp nha, còn cặp bên kia khu 1 tồn thì em cũng để cho ông anh của em rồi. Anh em cũng biết á, phuộc đĩa quay thái 110 ở thời điểm hiện tại bây giờ giá nó tê, chứ nó không có rẻ. Cái đó là bản chất của phụ tùng và giá cả của thị trường, em không thể nào em can thiệp đó, em không thể nào em can thiệp được nha. Cho nên là anh em đừng hỏi tại sao nó mắc, bản chất nó mắc là nó mắc thế thôi đó. Nếu như anh em đang sở hữu một cặp phuộc đùm quay thái 110 thì đây là cái lựa chọn tuyệt vời cho anh em tiết kiệm chi phí. Thì mình bán cho anh em cái cặp vỏ phuộc này, mình bán giá là, mình báo cho anh em luôn, cái cặp vỏ phuộc này mình bán cho anh em giá là 500.000. Ý xin lỗi anh em, cặp vỏ phuộc mình bán 600.000. Cặp vỏ phuộc mình bán 600.000 thì anh em sàn bộ toàn bộ phần ti, lò xo tất cả các kiểu qua thì anh em tiết kiệm một cái chi phí rất là lớn. Rất là lớn, anh em canh dầu là anh em xài ngon lành bình thường. Phuộc quay thái 204 nó khác với phuộc quay thái 110 ở chỗ này thôi. Cái mã của nó vẫn là KET nha anh em, mã nó vẫn là KET. Nhưng mà cái mã ở dưới này nè là nó đóng AAP, nó đóng AAP chứ nó không có đóng HM. Đó là phuộc quay thái 204. Còn về hành trình phuộc và chiều cao thì mình xin khẳng định với anh em 100% chống hịch nhau. Đây.
trình chiều cao, chiều rộng, chiều dài gì là y chang y ni vậy, xì bằng nhau không khác gì nè. Đây là mình để hai cái là đối xứng với nhau nè nha. Đây nè, bằng nhau nè, y chang y ni vậy, xì bằng nhau không có khác gì một chút nào chứ. Anh em chỉ cần sàn ti là lụm kem, 600.000 cặp vỏ này phôi đẹp nha. Rồi phôi đẹp nha, mình bao anh em là phôi đẹp không bị mất thịt gì nha anh em. Phôi đẹp không có mất thịt mất gì nha, anh em về anh em xài vô tư. Mình đã kiểm tra, mình lấy cây ti mình sọt vào nha anh em, không bị cấn nha. Mình rút kinh nghiệm, hỏi mình bán cho khách bị cấn thì cái anh phải thu lại. Rồi tiếp theo nữa là em có được một cặp phuộc quay thái 2.4 hoàn chỉnh. Đó, cặp phuộc quay thái 2.4 hoàn chỉnh. Phuộc này đã được canh chỉnh dầu. Phuộc này nè, cặp này đã được sơn lại. Cặp phuộc này đã được sơn lại sẵn. Đây mã đây, KET20R mã AAB. Đó, quay thái 2.4. Sơn lại sẵn rồi, phuộc này anh em về lắp là dùng nè. Sơn cũng đẹp lắm nha anh em, cũng nhìn cũng được lắm chứ không có tệ. Đó. Đó, đã được canh chỉnh dầu sẵn cho anh em về anh em lắp là dùng. Bao anh em nhúng siêu ngon, khỏi suy nghĩ. Sơn nhìn cũng được, đó, ti đẹp nha. Đó, phuộc quay thái 2.4, dòng quay thái 2.4 này là dòng phuộc 100. Cho nên ti của nó là ti 100. Ti 100 thì cái đầu nó sát mặt mí trên này nè, nó không có thụt vô như quay thái 110. Đó nha anh em, và cái ngấn này nó cao hơn tí xíu. Nó cao hơn tí xíu nha. Ngấn này nó cao hơn tí xíu, nó không có thấp xuống dưới đây như quay thái thế thôi. Ti đẹp nha mấy anh. Ti đẹp. Bao nhúng nhảy nha anh em, bao nhúng nhảy. Mình báo giá với anh em luôn, cặp phuộc này á mình bán cho anh em giá là 1.600.000. Anh em về lắp là dùng thôi, anh em vào quay thái 110, quay alpha dọn hình quay thái 2.4 hoặc là anh em dọn hình 110, tiết kiệm rất nhiều chi phí. Nhúng siêu ngon, khỏi suy nghĩ. Bao anh em về ráp là dùng, khỏi làm gì thêm. Đó. Còn mình báo với anh em luôn, anh em thấy mình rướm đây nè, là anh em về anh em thay cặp phốt này đi. Tại vì bữa mà chiều mình hết phốt, chứ không phải mình còn phốt thì mình vô cho anh em nó nứt phốt đó anh em. Chứ không phải mà nó bị xì đâu nha anh em, ti rất là đẹp á. Đó. Đó. Mình bán cho anh em cặp này giá một nè, mình bán 1.500.000 luôn nè. Đó, lời ít một tí xíu đi. Ít lại tí xíu cũng không có chết đâu. Mình bán anh em giá 1.500.000 nha. Anh em xài ủng hộ mình nha. Rồi. Anh em về mua cặp phốt hãng anh em thay vô, rồi xong. Tiếp theo, đây mình có một cặp phuộc quay đúng quay thái 110 theo xe sơn lại. Đúng quay thái 110 theo xe sơn lại mã nè. Mã KET nè. Mã KET HM nha. Nè. Sơn thì nó cũng hình sần sần da cóc chứ nó không có được chuẩn lắm nha anh em. Nó cái đó là cái đánh giá của em, còn anh em sao em không biết. Đúng quay thái 110 luôn, theo xe sơn lại. À, cặp này em báo giá anh em luôn, em bán anh em cặp này giá là 2.1 triệu. Đó. Em giao anh em giá 2.1 triệu, về anh em lắp là xài thôi. Cặp này cũng vậy nha anh em. Bữa đi làm phốt mà chỗ đó người ta hết, bữa đi làm phuộc mà bữa đó chỗ đó người ta hết phốt anh em ơi. Không biết làm sao bữa đó xui cái hết phốt rồi vô đại, vô luôn em nói thôi vô luôn đi để nữa em về em vô. Chưa rảnh đi vô nữa. Ti đẹp lắm nha mấy anh, ti đẹp lắm nha, không có lỗi gì đâu. Đó, anh em về thay cặp phốt là xài à. Mình bán cho anh em giá là 2 triệu đi. Rồi, nhanh lẹ 2 triệu. 2 triệu anh em có cái phuộc quay thái 110 theo xe sơn sẵn anh em về xài. Ti bao đẹp khỏi suy nghĩ, nhúng nhảy ngon lành cành đào. Đúng quay thái 110 này nha mấy anh. Đúng quay thái 110 này nha, có nắp chụp đàng hoàng nha mấy anh, đời 2000. Đó. Sơn sẵn hết rồi, anh em về là xài. KET HM hết nha mấy anh, bán nói đúng đồ không có nói bậy đâu nha. Đó, KET HM nha. Đó, bán anh em giá 2 triệu. Rồi. Rồi tiếp theo vào phần cục máy này nha. Máy theo mình là máy này là máy cọp đó, còn anh em như thế nào thì mình chưa biết. Thì bây giờ mình vào báo giá, anh em xem được món nào thì mình lẫm món nấy. Đầu tiên quay tới đâu là hứa uy tín với anh em là anh em phê tới đó. Đầu tiên báo giá với anh em nè. Mua vụt củ đề luôn, ba nắp cũng mua không được, ba nắp đẹp hết biết, lửa mua không được, lốc bơm mua không được. Rồi đầu tiên bộ ốc máy nè, đầu tiên báo giá cái bình xăng con trước đi. Bình xăng con quay thái 110 đời 2000, tình trạng là em chưa vệ sinh súc rửa nhưng mà em không biết nó cọp không mà nó mực còn gì nè.
giờ này mà mực nó còn kiểu này nè. Đây nha anh em, 7HAA đây nha. Cho chưa có rửa ráy nha anh em, 7HAA. Hơi mờ mờ không biết anh em có thấy không nữa. 7HAA đây nha anh em. Bình xăng em chưa có rửa ráy gì hết trơn á. Nè, hai ốc co xăng nè. Đó. Cái le gió nè. KFL nha. Chưa tán gì luôn nha anh em. Ốc đít anh em nhìn coi nè. Còn vàng khè luôn nè. Màu gam còn vàng khè luôn nè anh em thấy không? Cái chỗ này mà màu gam nó còn vàng khè kiểu này là anh em tự hiểu ha. Nè con ốc đít là nó còn vàng khè luôn nè. Đó. Bình này là mình bao anh em là chưa đóng cối luôn nè, không chảy xăng dư nha, bao garanti. Đó, không chưa đóng cối luôn nha. Mình đã kiểm tra rồi, chưa đóng cối luôn. Và đặc biệt bình này là chưa có từng mở cái dít lơ cả lần nào luôn đó. Nè. Hai cái khóa xăng này là chưa mở, chưa tháo luôn nè. Anh em nhìn tự đánh giá, đây là chưa có rửa gì nha. Bây giờ coi trái ga đi rồi báo giá ha, để anh em cũng nôn nóng. Bình này báo giá anh em luôn nha. Bình xăng này mình bán giá là 1.700.000. Anh em xài liên hệ em. Cái bình này á, em bán giá 1.700.000 nha. Đó. Bình xăng này nè, em bán giá 1.700.000. Lò xo zin chưa cắt nè. Trái ga thì em nói với anh em nó khác gì trái ga tồn đâu. Chỉ có một cái nó có từng chạy thôi chứ khác gì trái ga tồn đâu. Anh em về anh em nhận hàng á, mà không có như ở đây mà em mô tả, khứa cổ em bỏ. Khác gì trái ga tồn đâu trời. Nó đen từ đầu tới đít, từ trên xuống dưới luôn. Không có một miếng nó gọi là lém liếc gì chân. Đen ngum, không một lỗi lầm. Đó. Cỡ này ha, anh em chơi nó mới phê. H2C nè, kim đót nè. Trong này là chưa dơ luôn nha. Khác gì trái ga tồn đâu. Kiếm một miếng gì mà trắng phết gì cũng không có hết trơn, đen mung. Đó. Rồi bình xăng con mình bán giá 1.700.000. Cái trái xá xị của nó nè, trái xá xị này đúng của nó luôn nè. Ống nhựa là còn dẻo nhẹo nè, thấy không? Đi không có còn nhiều chân, xá xị còn trắng phiếu nè, chưa có xuống màu, chưa có xuống màu đục á. Dây là còn bóng ngời luôn nè, dây bên kia bị nứt nha anh em, lúc nào cũng vậy chứ. Dây bên đây nó bị chưa nứt luôn nè, nứt đâu, chưa nứt luôn nè, chưa răng luôn nè. Nè nghe anh em, chưa bị răng luôn nè nha. Nè nha, chưa răng luôn nè nha. Nè bóp vô chưa răng luôn nè nha, thấy không? Nhưng mà đầu trên này nó có tét nha anh em, đầu trên nó có tét nhẹ nha. Trái xá xị này bán 300.000 nha. Trái xá xị này bán 300. Đó. Bình xăng với xá xị 2.000.000, mua được có nhiêu đó hả? Anh em về bình này anh em khỏi có làm gì hết. Anh em gắn lên xe đi rồi hả rửa. Anh em gắn lên xe đi. Em bung đít ra em coi rồi, không đóng cối, không chảy xăng dư. Còn cái chuyện mà bình này mà anh em hỏi cọp hay không thì anh em nhìn cái ga anh em hiểu ha, em khỏi phải nói nhiều. Rồi. Tiếp theo tới bộ ốc máy nè. Bộ ốc máy này em bán cho anh em giá là 300.000, giá như cũ. Bộ ốc máy nè. Lò xo ống 6 tăng cam zin theo xe bao ngon. Con ốc tăng cam luôn nè nha. Zin luôn nè nha. Rồi, cần tăng bánh đỡ. Cần tăng bánh đỡ zin theo xe, nhưng mà cái bánh đỡ này á nó còn mềm nè. Cho nên anh em muốn sử dụng lại thì sử dụng. Mà anh em muốn bỏ thì bỏ, mà theo quan điểm của mình, khi mà mình làm máy, mình ráp máy là mấy cái này mình bỏ tất. Rồi, cái bộ mà không kém phần quan trọng là cái bộ này. Cái bộ này rất là quan trọng. Bánh này là còn ngon luôn nè, bánh còn mềm luôn nè. Đó, cái bộ bánh đỡ lớn này rất là quan trọng. Nắp chặn nhớt và hai con ốc bắt nắp chặn có cao su đầy đủ, siêu nét cho anh em lên xe nha.
rồi nắp chặn nhớt trắng phiếu nè, zin theo xe bao đẹp căng, khỏi suy nghĩ, lên là bụp thôi đó. Rồi full bộ ốc máy nha, trời ơi trời, 300.000 nó quá hời, ốc tầm này mà 300 mà mắc cái mỏ cái gì, hời quá rồi. Nó trắng phiếu mới rớt lần đầu, ba xị. Riêng cái bộ tăng cam với nắp chặn nhớt đủ lúa rồi anh em ơi nha. Rồi tiếp theo, bây giờ tiếp theo là tới cái bộ số. Bộ số, rồi bộ số này em báo giá cho anh em luôn, báo số cốt đạp, cốt số, báo số đầy đủ full bộ số này em bán giá 2 triệu. Khoan, anh nói mắc rẻ, vô nhìn đồ. Số quay thái 110 đây nha mấy anh, số 4 chấu này nha. Hai chấu nè, 4 chấu nè, số quay thái nè. Zoom vô luôn nè. Đen thùi lùi luôn, số 2 là đen mung, đen thùi lùi luôn. Mặt nhông này vậy cuối. Hôm nay bị cái gì vậy ta? Đây nè, số 2 nè. Ráng nhìn nha anh em cố gắng em zoom hết mức cho anh em coi. Số 2 nè anh em xem nè. Đen mung luôn nha mấy anh, số còn đen mung, chưa trắng, chưa sáng, chưa gì nha. Đó, bao đâm, bao đủ thứ, bao quay đầu luôn, hú là tôi quay đầu cho anh em luôn, tôi đền cho tiền cho anh em luôn. Số 4 là siêu đẹp luôn nè, chưa sáng, chưa đe, chưa gì luôn nha, số còn đen mung nha. Đó, chưa có sáng nữa anh em, tại vì xe chạy nhiều á, cái số 2 với số 4 này nè, anh em nhìn nó sáng dữ lắm. Số là bao anh em luôn, chưa có sáng số 4 luôn nè. Bán anh em giá 2 triệu không mắc đâu, mình nói thiệt, mình không phải mình ca đồ của mình, nhưng mà sự thật. Đây đồ em bán em zoom vô sát vì em quay cận cảnh chi tiết. Đó, anh em ưng bụng thì bụp, không ưng bụng. Rồi tiếp theo nha anh em. Đó, nói chung là số này là số cọp nha anh em. Nói cọp thì nó cũng chưa có tới căng, nhưng mà nó cũng dạng hiếm có rồi nha anh em. Số 4 là chưa sáng luôn, còn đang mung luôn. Phụ số này gặp tiệt cú mèo luôn. Số 2 đen thùi lùi luôn nha anh em. Xe này mình cam đoan với anh em, xe rất ít chạy, mà anh em nhìn đầu lòng là anh em biết rồi. Cái nắp này là còn lớp keo bên ngoài luôn nè. Anh em nhìn đầu lòng là anh em hiểu xe ít chạy hay đi nhiều hay đi ít nè. Gon là còn cái màu xanh tươi luôn nè, gon cờ dựng luôn nè anh em thấy không. Đó, xe này thuộc xe đậu nha anh em, ít chạy lắm nha anh em. Tí nữa đầu lòng anh em mới tê dữ. Rồi, cái cốt tải là anh em nhìn nè, chín mươi lăm phần trăm nha anh em, đúng đời 2000 nha. Số này đẹp dữ lắm nha anh em, tại vì mình nói với anh em cái xe đi ít đi nhiều, cái kinh nghiệm của mình gã máy đây nhiều mình biết rõ lắm đó. Chiếc xe này mình nói với anh em á, cái chỗ đầu ngấn, chỗ cái Ford này nó chưa có dấu một miếng gì luôn, chứng tỏ cái xe này nó đi rất ít nha anh em đó. Và cái thứ hai nữa, mình nhìn tinh từng mặt nhông anh em thấy không, số nó vẫn còn cái vết đen mung của nhà sản xuất đây nè, nó còn đen mung nè. Nè, đặc biệt là cái nhông ở ngoài này, nó chưa có sáng luôn, nó chưa có sáng luôn nha anh em đó, nó còn đen thùi đó. Số này là thuộc hàng số VIP nha anh em, chứ không phải số bèo bèo đâu nha anh em nha. Bộ này mình bán 2 triệu, mình cam kết anh em xài 5, 7 năm, 10 năm là không nhúc nhích đâu, thiệt. Đó, nếu như xe anh em là xe đi tèn tèn bình thường, mình cam kết anh em xài biết nào mới hư số này. Cực kỳ. Nói chung là một trong những bộ số dạng bộ số đẹp cọp đó. Rồi, còn cốt đạp, cốt số thì mình nè, anh em riêng cái cây cốt số thì anh em nhìn thôi là anh em biết tới cục kẹo rồi. Đó, nè đúng cốt số quay thái nha anh em, đúng cốt số quay thái là số 0 này là hình bầu dục nha. Ở đây là mình rất là kỹ cái chuyện mà bùa phép, cho nên anh em an tâm đó, mình mua bán thiệt tình, không bao giờ mình làm bậy đâu. Đập cốt đạp cốt số này không, anh em nhìn thấy đủ tiền đủ gạo không này nha anh em, đúng quay thái 110 này nha, cực đẹp luôn. Đặc biệt là cái cây cốt đạp, cây cốt số là siêu nét luôn anh em thấy không. Cốt đạp thì mình không nói đi. À, con heo nè anh em, lông đền báo số nè, mã 36. Ừ, 37,
đó. Mình bao anh em lên xe. Bộ này có báo số nữa nha anh em, mà mình nãy mình soạn quên soạn, khi mình giao cho anh em là đầy đủ cốt đạp, cốt số, báo số. Bộ này mình bán giá 2 triệu. Bộ số tầm này là rất là hiếm rồi nha anh em. Cái nhông cỡ này là mình nói với anh em rất là hiếm rồi. Nhông còn dày cui, nhông còn đen mung rồi nè, anh em thấy không? Đó, trước sau luôn chứ không phải riêng mà bộ số trước số sau không. Đó, nha. Rồi tiếp theo nữa là bộ nồi. Đó, bây giờ bộ nồi này anh em tự đánh giá nha. À, máy này mình xin lỗi anh em nha, không phải máy 2000 nha, máy này là máy 201 nha anh em. Đó, bộ nồi. Đây. Mình zoom cho anh em coi kỹ nha. Nè, chuông zin nè, chưa tán gì nha mấy anh. Chuông zin nha, tròn do múp mồm mập nha. Đó. Rồi, mặt nhông. Nồi tất cả đều có đánh dấu nha, anh em về ráp ngay dấu lụm nha anh em, có đánh dấu nè anh em thấy không? Trắng trắng nè. Lông mèo tua tủa. Trời ơi, mình nói anh em xe này nó ít đi mà nhông nó còn đen mung hoặc nó chưa có sáng nữa mà. Nhông nó còn đen thui lùi, nó chưa có sáng nữa mà. Bao hú, bao tất tần tật, yên tâm. Bộ nồi này mình báo giá với anh em luôn nè. Nè. Kiếm bộ nồi hai, kiếm bộ nồi thứ hai cũng hơi, kiếm bộ không phải là thứ hai, không phải nó là vô địch, nhưng mà thuộc dạng giờ trong thời điểm hiện tại thì khó kiếm mà anh em. Bố kinh khủng đẹp không? Bộ này mình bán 3,5 triệu thôi nha anh em. Chung cục máy này mình mua cũng được giá hời đó. Mình bán anh em giá 3,5 triệu. Cái chuông là siêu ít giận luôn nè. Phớt phớt thôi. Chuông zin này nha anh em, về mo này nha. Siêu ít giận luôn nè. Chỉ phớt phớt thôi nha anh em. 110 mà tầm này thì cũng rất là ít rồi. Chỉ phớt phớt thôi, mình quay một vòng tròn cho anh em xem cho nó rõ luôn nè. Đó. Siêu ít giận luôn, phớt phớt thôi. Đây. 110 mà tầm này cũng ít lắm rồi nha anh em. Đó. Nha. Còn bố nè. Cái khâu này mình bỏ vào đây nha. Này các con của nó anh em coi nè, bố cái màu tươi rối nè. Các con của nó này nha. Ốc chỉnh nồi của nó, ba bi của nó đồ đẹp hết trơn, ốc chỉnh nồi là vàng ươm luôn nè. Anh em thấy không? Rất là phê nha, muỗng nè. Bộ nồi này mình bán anh em giá 3,5 triệu, đúng quay thái 110, đắt 201. Đây. Chuẩn nha anh em, đầu 201, cuối 2000 đầu 201. 14 tháng 2 năm 2001, bố LK chữ to này nha anh em. Đó, bố LK chữ to. Nó còn lọt về cái đời đầu đời 2000, bố rất là cao nè. 2000 mà bố tầm này là quý lắm rồi. 2000 201 của bố tầm này chữ quý lắm mà. Nè, bố nè. Quý lắm rồi anh em, được cỡ này bây giờ là hiếm rồi. Rảnh là còn sâu hút nè anh em thấy không? Bao bóc bao êm, không giọng không hú. Bộ này bán 3,5 triệu nha anh em. Đó. Trời ơi, bố quay 110 thái đời 2001 là tầm này là quá quý rồi nha anh em, rất là đẹp đó. Thấy không? Cái màu bố còn tươi rói, không cái màu này không có bị chai nha anh em. Bộ này mình bán 3,5 triệu. Còn nồi sao với bố lá thì anh em khỏi có bàn. Tại xe bản chất nó đi rất đẹp. Đây nè. KFMA nè, nồi đúng nồi quay thái 110 KFMA FCC. Cái đế nó vẫn vậy luôn nha anh em, đế nó vẫn đóng KFMA FCC luôn nha. Đúng nồi quay thái là phải như vậy nha anh em. Đó, còn bố lá là như mới. Bố lá là đẹp xuất sắc siêu đỉnh luôn, đúng mã FT107. Đâu rồi? Để mình kiếm cái mã FT107 anh đây nè. FT107. Đó, đời cao là đóng chữ xuôi nha anh em, đời cao và đời 2000 trở lên. Nhất là cái đời giao thời giữa 2000 với 201 là đóng chữ xuôi, FT107 và phu 1 đó nha anh em. FT107 nè, thấy không? Bố zin theo xe căng đét đền đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Nó về chỉ ráp thôi anh em. Nó rớt miếng lông đền nồi ra đó. Về chỉ ráp thôi, siêu đẹp. Siêu dày luôn nha. Giá rất là dễ chơi, mình mua được giá cũng tốt anh em. Đây nha anh em, KFLF nha, FCC đúng quay thái 110 nha. Nè, mặt nhông là nó còn đen mung luôn nè, nó chưa sáng luôn nè. Zoom cho anh em coi cho rõ luôn nè. Thấy không? Nồi quay 110 mà tầm này giờ anh em kiếm đi, cũng mù cũng mắt rồi. Nói chung đó là cái công, cái nhông hú của nó đẹp đó anh em, chứ không phải là mình nói về cái độ cọp của nó như thế nào. Nhưng mà anh em xem nè. Nhông hú là còn đen mung luôn nè, chưa sáng luôn nè, thấy không? Đó, nhông hú lớn đó.
này nghe anh em, chưa tán đinh, chưa tán điếc gì hết trơn nha, nguyên zin nha. Cái này thì anh em đừng có hỏi em có lúng hay không, không có chuyện lúng liếc đâu. Máy đầu nồi bít gon cờ diện dựng mà lúng cái gì, cái gì ta. Có lúng có gì hết trơn, cái bằng ni hà, mình bao anh em tắt từng tật. Cái khâu còn đen mông luôn nè, chưa có mà sáng một miếng nữa nè. Lúng cái gì, bộ này bán 3,5 triệu. Bao lên xe nha anh em, bán 3,5 triệu. Anh em xài thì alo mình. Mình nói chung là mình mua được giá tốt thì mình tính cho anh em giá tốt mà. Nó bao đủ thứ, khỏi suy nghĩ. Rồi tiếp theo nữa nè, trước khi vô cây dên cái đầu lòng phải không nè, cái bộ ốc đầu của hôm mấy hôm qua là bộ ốc đầu ốc bu vàng là em đã bán 1,5 triệu cho khách nè. Bữa nay thêm một em nữa nè, bu vàng chính hiệu nữa nè. Để xuống đây này nhìn mới rõ, bộ này báo giá với anh em luôn nè, nói chung là mua được giá tốt, bán anh em giá tốt nè. Phải có phải bu vàng chính hiệu không? Có phải ốc bu vàng chính hiệu không? Đó, máy của người ta đã ra đồ như vậy đó, anh em nghĩ đi. Xe đi ít cỡ nào bù rong là siêu đẹp. Đó. Nè nha. Coi cái nét mở ốc nè, ốc là không có miếng dấu nè, con ốc là vàng ươm luôn nè, thấy không? Đúng quay thái 110 nè, nè. Đó. Còn bộ hồi hôm qua là em bán rồi nha mấy anh em đừng có tưởng lấy bộ cũ mà đăng lại nằm mơ. Nè, bốn ốc là vàng khè luôn nè. Rồi, không có một miếng dấu gì nha mấy anh. Bộ này em bán anh em giá 1,3 triệu nha. Đó. Còn cái chuyện anh em không tin là cái quyền của anh em. Cái đồ em chứ mắc mớ gì mà em phải nghe lời của ai mà phải cần anh em tin chi. Đó. Cọp thiệt vô là ui. Không phải mà tự dưng mà con ốc nó đẹp như vậy, cái đầu lòng nó chổi gì đâu nha anh em đây nè. Anh em xem nó phải đi chung với một cái cơm lê của người ta nè. Cái đầu lòng là cái nắp này là còn cái lớp keo bảo vệ bên ngoài trắng phiếu luôn nè. Con ốc của người ta nè. Nè. Ốc số 8 của người ta ngay chân cái ốc bắt bánh xe nồng còn vàng khè nè. Nó tẹp cái màu của người ta nè anh em thấy không. Làm cái gì có cái chuyện con ốc này đen thui mà con ốc này vàng khè. Cái đó mới chính hiệu là bùa. Còn đây nè. Ốc của người ta đầu nồi bít nè mở ra nè. Trắng phiếu nè. Mở ẩu, mở cái này nói chung là cũng hơi ẩu nha anh em. Nó bị có dấu nè. Trắng phiếu từ đầu tới đít nè. Đó. Nè cái dấu mới mở trắng phiếu nè. Thấy không? Con ốc của người ta, con ốc bánh xe nồng nó vàng khè như vậy nè. Cho nên ốc đầu của người ta nó rất hợp với combo nè. Thấy không? Cái gì nó cũng phải có cái rõ ràng của nó nha anh em. Chứ không phải bán nó tầm bậy tầm bạ của nó sao nói nha. 1,3 triệu nha anh em, xài alo em siêu cọp luôn, vô cọp cỡ nào mà không được. Đó, anh em xài liên hệ em, trời ơi bộ này giờ kiếm dễ lắm. Rồi bây giờ vào cây dên, nhìn cây dên thôi anh em, đó giờ có thấy cái trường hợp này chưa, có cái đầu lửa nè. Bắn qua lăng là mới bắn ra luôn đó nha anh em. Nhìn cây dên cái đầu lửa cỡ này là anh em đủ hiểu rồi gì. Nè. Từ trong cậy này ra tới ngoài luôn nó bóng mà không có một điểm quặn. Thường thường anh em để ý dên 110 cây nó bị hết 10. Là ngay cái điểm này là ngay ngón tay em chỉ nè. Nhà ngay cái dòng xoáy này nè. Nó sẽ quặn đen. Nhưng mà thằng này là chưa hề quặn một miếng luôn nha. Đây nha. Chưa hề có một điểm quặn gì luôn nha mấy anh. Đó. Đúng chính hiệu chưa? Rồi bên đây nè, thường thường trên 110 ngay điểm này nó cũng vậy nữa nè, ngay ngón tay em chỉ nè, ngay đây nha, nó sẽ bị quằn anh em coi nè, xoay một vòng cho anh em coi nè, chưa hề quằn một miếng nha, đầu cốt bên này là chưa hề có một miếng dấu gì nha anh em, đó nha, đó nhông bơm đầy đủ, còn nói cây dên này đậu rơ, cây dên này còn hơn cây dên mới nữa, rơ ít hơn cây dên mới nhiều. Xin lỗi anh em chứ rớt cái dân mới nhiều nha anh em. Bao không gáy, bao lên xe các kiểu, cái dân này anh em mua em bán giá 1,7 triệu.
đó, dân zin mới rớt lần đầu tiên, mực nè mới rớt lần đầu, em bán giá 1.700.000. Nói chung em đã kiểm tra bạc đạn luôn hết rồi nha anh em, bạc đạn rơ rất là ngon nha, rất là vừa phải nha anh em, chuẩn chỉ của nó nha anh em, chứ không có rơ nhiều nha. Zin mới rớt lần đầu đó, mình bao đủ thứ cho anh em lên xe. Tay dên là mã KFL 41, ắc trên là bóng ngời luôn, không bị sọc bị gì hết nha. Rồi 1.700.000 bao lên xe, thấy nó lốm đốm vậy thôi nha anh em, chứ whip đó nhìn đầu lửa là anh em hiểu rồi nha. Nè đầu lòng của nó nè anh em, báo giá với anh em luôn nha, đầu lòng này mình bán giá là 6.500.000. Anh em đừng hỏi tại sao bán rẻ, tại vì mua rẻ là bán rẻ, có lời bán nhanh bán lẹ đó. Em không có tánh giống như người ta đợi lời cao đâu, mệt ngâm vốn của nó là làm chi, lấy cái đó mình làm công việc khác đó. Nước nhôm mộc mạc nguyên bản là 108 cm khối KFL-2 nè, nãy quay cho anh em rồi đó, con ốc này nó vàng khè luôn rồi, thấy không? Rồi nha, ốc co xăng là chưa một lần mở nè, nè dấu mực vẫn còn luôn nè, thấy không? Đúng đời 201 nè, đầu cao, đầu E11, đầu ET11, đầu cao nha, 201 nha, ốc co xăng vàng ươm luôn, chưa mở luôn, chưa mở luôn nha anh em. Co xăng KFLA nè, ốc co xăng chưa mở, ron là bao anh em cực kỳ uy tín nha, ron là xanh cực kỳ uy tín, cái ron nè, ron đầu nè, cái đầu lòng này anh em rửa ra, anh em gắn lên xe rồi anh em hãy rửa nha, để anh em rửa nó lòn nước vô á, anh em gắn lên xe rồi anh em hãy rửa nè, ron cờ nè, dựng đứng nè mấy anh, thấy không, ron cờ vuông của người ta dựng đứng nè, bao anh em là cực kỳ uy tín nha. Thấy dơ dơ mộc mộc vậy thôi, đây là mới là cái ăn tiền đây nè, cái dơ đó nó không có quan trọng đâu, mà quan trọng là cái này nè, cái quan trọng đó là cái này nè. Mình bán 6.500.000 nha, hơi dạ lét xíu nha anh em, chứ mặt giỏng là anh em thấy khủng khiếp luôn đó, thấy không? Đây ART nha, ít tăng đa nha anh em, ART TKFL đây, ít tông trắng phiếu nha, sọc tua tủa luôn nè, chuẩn chỉ con hàng xịn nha anh em. Kinh khủng khiếp luôn đó, mặt dưới nè, không lỗi là đo cho anh em coi luôn nè nha, mặt dưới là không lỗi lầm gì nè nha, cùi sông bô là nguyên zin không ra, không gãy ốc gãy yết gì nha, đây không gãy ốc gãy gì nha đó. Rồi bây giờ coi giả dưới bên trong luôn nè, giả dưới là mình nói với anh em như 2016 luôn. Như quay A216 luôn, siêu căng. Đẹp như quay A216 luôn. Tại vì mình quay ban đêm nó hơi dạ, anh em thấy không có giữ đâu, còn ban ngày nó với anh em cháy bê tông này anh em nhìn ác dữ lắm đó, thấy chưa, dữ lắm nha anh em đó, rách cái đoạn chân nồng bà nó rồi anh em ơi, ron cờ hên quá, còn ron cờ nó không bị gãy. Bây giờ mình đẩy bê tông cho anh em coi cái lòng. Nó bót nha anh em, tầm này thôi đủ phục vụ cho anh em chưa?
thích kiểu nào chiều kiểu nấy luôn á. Nói thẳng với anh em là thích kiểu nào chiều kiểu nấy luôn á. Cái gì ta dùng không được tức thiệt. Trên dưới nó cọp đều luôn nè, chứ không phải mà mặt trên mặt dưới không đâu nha anh em. Đó, thích kiểu nào chiều kiểu nấy luôn. Bích tông là trắng phiếu luôn, siêu bót. Đó, đầu lòng này bán 6,5 triệu nè. Bao đủ thứ luôn, anh em muốn bao cái gì bao cái đó cho anh em luôn. Đó, bích tông là cực kỳ bót nha mấy anh. Đó, trời ơi cái nắp tròn này nó đẹp thiệt, quê ơi là quê. Nắp tròn nó còn cái lớp keo bên ngoài nó ác thiệt chứ. Thấy không anh em, nó áo một lớp keo bên ngoài, còn lớp keo này nó bóng nó đẹp gì đâu. Đầu lòng nên em rửa ra là nước nhôm sát thủ luôn, rất là mịn luôn, thấy không, chưa rửa gì luôn. Rồi anh em chơi hú mình. Rồi video mình cũng xin kết thúc tại đây nha, mình chào anh em nha anh em.